Chị Bích ơi, cho em hỏi là laser điều trị nám tại sao lại bị sẹo sâu điều trị ạ? Đây là một cái thực trạng mà Bích thấy nó cũng đang là một cái hồi chuông cảnh tỉnh nó dấy động lên mà chị em chúng ta cần phải tìm hiểu rõ khi mà chúng ta đi điều trị nám nha. Bích tiếp nhận rất là nhiều ca, mọi người có thể nhìn thấy đây. Những khách hàng của Bích để lại sẹo rất là nhiều sau khi điều trị. Mọi người cần phải hiểu được rằng là Bích thấy có những cái nơi họ quảng cáo là laser trị nám 2,5 triệu, 3 triệu, 4 triệu gì đó trên một lần. Bích có thể cho mọi người xem. Đây là những cái dàn máy laser và Bích đang quay tại cái phòng spa của mình. Bích muốn cho mọi người hiểu được rằng laser nó chỉ là một công cụ bé tí, nó chỉ dùng ánh sáng laser để mà phá những cái thể nám cho nó vỡ vụn ra. Đó là một cái cơ chế nó cần phải kết hợp cả về kỹ thuật của người điều trị và kèm với những cái sản phẩm đi theo sau khi chăm sóc. Chứ còn nếu mà laser đầu tiên là cái người bắn họ không có biết được kỹ năng bắn. Toàn súng, toàn thật rồi bố em mà. Giống như là cái mức năng lượng là bao nhiêu, tầm bắn như thế nào, nó gây ra cái tình trạng bị cháy bỏng da. Bên cạnh đó nó cháy bỏng do xâm lấn quá sâu mà không có sản phẩm phục hồi chữa lành sau laser thì cái vấn đề bị sẹo trắng của khách hàng là đương nhiên. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là những hình ảnh mà Bích đã phải tiếp nhận và điều trị sau khi gặp những ca bị bỏng laser trắng, mọi người có thể nhìn thấy ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, follow Bích để có thêm nhiều kiến thức về ngành spa nha.